con và thánh thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ông cùng cha. Kính thưa anh chị em, chúng ta quy tụ trong cử hành thánh lễ Chúa Nhật hôm nay 30 thường niên, cũng là Chúa Nhật cuối của tháng 10, tháng Mân Côi Đức Mẹ. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn noi gương Đức Mẹ trong đời sống của chúng ta, để cuộc sống của chúng ta được Đức Mẹ nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúa Nhật tuần tới, Chúa Nhật 31 thường niên cũng chính là Chúa Nhật tháng 11. Chúng ta sẽ bước vào tháng các linh hồn. Chúng ta xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ cho những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta được hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Và chúng ta sẽ cố gắng sống xứng đáng để một ngày kia khi chúng ta hợp đoàn với các ngài, chúng ta lãnh nhận phần thưởng của những người trung thành với Chúa luôn. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hợp ý với anh chị em chúng ta, tạ ơn Chúa Đức Mẹ, xin ơn bình an, thánh hóa công ăn việc làm, ơn giải phẫu tốt đẹp, ơn gặp thầy, gặp thuốc, ơn chữa lành, cầu ơn cho như ý, cho mẹ được bình an, khỏe mạnh, đi đường được bình an. Và cầu cho các linh hồn Phêrô, Phêrô, Giuse, Anna, Giuse, Domenico, Maria, Catarina, Damiên, Savio, Francisco, Nam Minh, Gioan, Teresa, cho ông bà tổ tiên nội ngoại và các linh hồn nữa. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa đến trần gian, Chúa mời gọi chúng con sống theo ơn gọi của chúng con giữa lòng thế giới. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, khi mang thân phận con người, Chúa đã hạ mình xuống để nâng chúng con lên thành phẩm giá là những người con của Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa yêu thương những ai khiêm nhường và Chúa hạ kẻ kiêu ngạo xuống. Xin thương nâng đỡ và ban ơn thánh để chúng con trở thành những người loan báo tình yêu của Chúa cho anh em. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xích sách huấn ca. Chúa là quan ân, người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người quá bùa khi nó bày tỏ lời than van. Nỗi hồn đắng cay của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng trời mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. Đó là lời Chúa. Chiến chính nghĩa đã chạy hết lặng chặng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây chiều thiên công chính đã dành cho Cha, và trong ngày đó Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho Cha mũ chiều thiên ấy, nhưng không phải cho Cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Lần đầu tiên Cha đứng ra biện hộ cho Cha thì chẳng ai bênh đỡ Cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc Cha, xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ Cha và ban sức mạnh cho Cha, để nhờ Cha mà lời giao giảng được hoàn tất và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy Cha đã thoát khỏi miệng sư tử,
Chúa sẽ giải thoát cha khỏi mọi sự dữ, mà sẽ cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Nguyện chúc người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Chị em ta ơn cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không như các người khác là tham lam, bất công, ngoại tình hay như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của con. Còn người thu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời đấm ngực mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo cho các ngươi hay, người này về để được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện về hai người lên đền thờ cầu nguyện, và kể chuyện xong một cái thì cái câu kết luận của bài tin mừng Chúa Giêsu nói cho tất cả chúng ta cùng nghe này: tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đây là cụm từ Chúa dùng nguyên văn. Còn nếu chúng ta nói về cái ngôn ngữ hiện nay thì cho dễ hiểu: tất cả những ai kiêu ngạo sẽ bị hạ xuống, và ai khiêm nhường thì sẽ được nâng lên. Đó cho dễ hiểu. Hôm nay Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một bài học khiêm nhường. Và chính bài học khiêm nhường này mới chính là điều mà Thiên Chúa chúc lành và con người cũng ưa thích nữa. Nhưng mà trước hết, để trước khi tôi chia sẻ cái chuyện này, là Thiên Chúa chúc lành cho những người khiêm tốn, và con người chúng ta vậy, thấy những người khiêm tốn chúng ta cũng yêu mến. Thì tôi xin nói mặt tiêu cực một chút. Nietzsche là một triết gia, và về sau này Karl Marx, Lenin là những triết gia lớn, là ông tổ của phong trào đấu tranh cách mạng, thì có nói câu này: khiêm nhường là đặc tính của kẻ nô lệ. Nietzsche nói câu đó đó. Ông ta nói như vậy nghĩa là gì? Ô, tại sao mình phải khiêm nhường làm gì? Mình phải đấu tranh để triệt hạ những kẻ bắt nạt mình. Mình không nhịn nhục, mình không nín thinh, mình phải vùng lên để đấu tranh tất cả những kẻ nào áp bức bóc lột mình. Và từ đó nó dẫn đến một cuộc đấu tranh võ trang để triệt hạ tất cả những kẻ nào mà làm hại mình. Anh chị em, Chúa có dạy chúng ta khiêm nhường như vậy không? Không như thế, không như thế. Đừng vu oan giáo họa cho những người tin vào Chúa mà sự khiêm tốn được đề cao. Vậy khiêm tốn như thế nào? Tôi dựa vào bài tin mừng này để chia sẻ với anh chị em những đặc tính đó, mà xem anh chị em có yêu mến những người khiêm nhường đó không nha.
Người khiêm nhường là gì? Người khiêm nhường là người không tô vẽ về mình, khoe khoang về mình. Trong bài tin mừng các anh biệt phái: tôi lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như người khác, tham lam bất công ngoại tình, vân 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 vân. Và ông ta kể tiếp này: tôi ăn chay một tuần hai lần và tôi dâng một phần mười hoa lợi của tôi. Anh chị em nghe thấy, toàn kể công hết, toàn kể công hết. Người kiêu ngạo là gì? Là người tô vẽ về mình và không bao giờ thấy mình có bất cứ cái khuyết điểm gì hết. Anh chị em xem đấy, ta gọi là cái ngôn ngữ hiện đại là của nổ đó, nó nổ banh xác ra, nổ quá trời nổ. Mình thấy rõ ràng rằng nó chả có gì cả, toàn nổ không. Mà tôi xin lỗi nha, một trong cái cách thức mà chúng ta gọi là nổ đó là cái cách quảng cáo đánh lừa người khác hiện nay. Chính cái quảng cáo đó mà nó làm nên biết bao nhiêu tai họa. Anh chị em cứ nghĩ xem, anh chị em nghĩ xem có phải không? Khỏi cần anh nói, tôi bị quá lừa về cái tánh tô vẽ của anh rồi, ánh bóng anh nhiều quá rồi. Cứ làm tôi sẽ thấy, cứ cuộc sống của anh tôi sẽ thấy. Anh chị em, tôi xin thưa anh chị em hai yếu tố này. Chúng ta rất sợ người khác hiểu sai chúng ta, nên chúng ta hay nói dối về mình, tô vẽ mình, đóng bánh bóng mình. Anh chị em cứ sống thật với mình, thiên hạ có mắt, thiên hạ có mắt. Tôi xin lỗi nha, tôi về giáo xứ An Nhơn này, năm đầu tiên, năm nay là 3 năm rồi. Ầm ầm, người ta lấy ông cha trước, người ta so sánh với tôi. Làm sao mà ông cha nào giống ông cha nào được? Thôi mẹ, họ muốn lấy gì? Họ có cái chuẩn mực của họ, họ áp vào cho tôi. Họ muốn ép tôi vào cái khuôn đó. Kệ họ, họ muốn nói gì nói. Mình cứ sống thật với mình, mình cứ sống như mình là mình. Người ta sẽ trả lời, người ta sẽ thấy, và thời gian sẽ biết mình là gì. Anh chị em bây giờ, sau khi tôi ở xứ này 3 năm, anh chị em hỏi lại cái người ở xứ An Nhơn này, năm thứ nhất tôi ở và bây giờ năm thứ ba, họ sẽ nhìn tôi như thế nào, sẽ khác liền. Chúng ta vội sợ người khác đánh giá mình sai nên chúng ta hay đánh bóng mình. Chúng ta không có đợi thời gian, và chúng ta phải sống thật với mình. Và chúng ta là gì, thời gian sẽ cho thấy chân dung của chúng ta. Nên anh chị em, một trong những điều mà bất người ta gọi là kẻ kiêu ngạo đó là sợ mình, sợ người khác không thấy mình nên đánh bóng. Chúng ta phải sống thật trên đôi chân của chúng ta. Chúng ta sống làm sao? Chúng ta là kẻ lươn lẹo, thiên hạ biết liền. Đừng có đóng kịch, thời gian sẽ trả lời biết anh là kẻ lươn lẹo và bất lương. Anh là kẻ hiền lành, thời gian sẽ trả lời biết anh là gì. Ai đồng ý vậy giơ tay em xem. Cứ giơ tay thẳng lên, đã nhận xét như vậy cứ giơ tay em xem. Chúng ta phải thấy cái đó là sự khiêm tốn, đó là gì? Sống thật về mình, đừng sợ người khác đánh giá sai mình và quá tô vẽ về mình, nên chúng ta luôn luôn bất an vì chúng ta tô vẽ. Đó là thứ nhất, sự khiêm tốn. Ai cũng yêu mến hết cả. Anh chị em đừng sợ người ta đánh giá mình sai. Thứ hai, người khiêm tốn là gì? Đừng vạch lá tìm sâu, toàn thấy người ta có tội. Một trong những cái điều rõ nhất kẻ kiêu ngạo đó là gì? Là nói xấu kẻ khác. Đi đâu cũng nói xấu người ta hết. Mình thì đầy tội mà không bao giờ trông thấy. Cứ hễ mà cái gì mà người khác mà không ưa ý mình là bôi nhọ người khác, và đặc biệt người mình không ưa thì mình càng bôi nhọ người ta. Đó chính là kẻ kiêu ngạo. Anh chị em, một trong đặc cái tội tật xấu của người Việt Nam của chúng ta là hay bôi nhọ và nói xấu kẻ khác, vu khống kẻ khác, dựng chuyện lên để bịa đặt. Sáng ngày tôi dậy giảng cho trẻ con lóc nhóc chưa được 10 tuổi, hỏi có con các bị nói xấu bao giờ không? Gật đầu cả đám. Thế nói xấu người ta có dựng chuyện mà không đúng như các con thấy không? Gật đầu có.
7, 8 tuổi thấy như vậy. Anh chị em thấy 7, 8 tuổi mà nó đã có kinh nghiệm rằng là người ta vu vạ kéo ra nó rồi. Anh chị em thấy chưa? Và đây anh chị em thấy cái tay trong bản tin mừng này. Tôi không như tên thu thuế kia. Tôi không thâm la tham lam bất công ngoại tình. Và như tên thu thuế kia. Toàn thấy câu thu thuế kia là có tội thôi. Còn mình chả có tội gì. Và đây anh chị em thấy đây là cái tội mà tội tày trời này. Lúc bấy giờ những người biệt phái bắt được một người đàn bà phạm tội ngoại tình quả tang, lôi cái người đàn bà đó đến trước mặt Chúa Giêsu. Thưa thầy, bà này bị bắt quả tang ngoại phạm tội ngoại tình và theo luật phải ném đá bà ta chết. Còn thầy, thầy bảo sao? Chúa biết mấy thằng cha này nó là những kẻ mưu đồ, và những thằng này, thằng cha này là những người độc ác hiểm độc. Chúa làm thinh, dồn Chúa vào chân tường. Chúa đứng lên hỏi: còn tôi hỏi các ông, ai trong các ông không có tội? Nếu quy cái tội công khai thì còn tôi hỏi các ông, vậy ai không có tội ném trước đi. Anh chị em có ông nào dám ném không? Cái tội mà ta trông thấy thì ta vạch ra, nhưng mà cái tội thâm hiểm và cái tội mà cái tội che đậy được đó, mưu mô đến độ mà che đậy được đó, cái tội nó nặng hơn cái tội bị công khai. Cái bà này, tôi thêm một cái chi tiết này, bà này bị bắt tội phạm tội quả tang, bắt tội ngoại tình quả tang. Vậy phạm tội ngoại tình hai đứa, cái thằng cha kia nó chạy đâu mất rồi, sao không bắt luôn, mà sao bắt bị mỗi của bà này thôi? Tóm là tóm cả hai đứa chứ sao lại tóm một đứa? Vậy thằng kia nó đâu rồi? Không khéo nó đang đứng ở đây, khéo che đậy đến độ cái người ở đây không phải là cái người phạm tội, mà là người yếu thế, là người hoàn toàn bị yếu thế, thấp cổ bé họng, không có ai bảo vệ. Và như vậy ở đây không phải là vấn đề tội, mà là người không có được nâng đỡ và bị đè bẹp xuống. Và rất nhiều người thấp cổ bé họng trở thành nạn nhân trong thế giới của chúng ta hôm nay vì một sự độc ác của con người là đưa dồn họ vào đến tội. Và anh chị em biết, càng những người mà tưởng là mình có địa vị càng phạm tội thâm hiểm và độc ác. Nhưng đố mày bắt được tao đó, đố mày bắt được á. Nó rào qua rào lại, rào tới rào lui, che trước che sau, đố mà bắt được đó. Tôi không dám nói đến những con người cao cấp phạm tội mà bây giờ chết không ai dám khui ra. Chúng ta nói như thế ai cũng hiểu cả, bởi vì có những con người phạm tội mà không ai dám nói vì họ quyền lực hoặc là họ quá khéo che đậy tội. Anh chị em thử nghĩ xem, anh chị em có thừa kinh nghiệm cái đó, và tôi chỉ muốn đưa ra để anh chị em thấy được đó là kẻ kiêu ngạo. Nhưng người khiêm tốn lại được mọi người yêu thương, đó là gì? Đó là chúng ta cứ sống thật với tất cả năng lực của chúng ta, với những gì Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta làm mọi cái trong khả năng của chúng ta là người khiêm tốn. Anh chị em cứ thử nghĩ xem, cái này tôi kể một câu chuyện nhỏ nghe không? Ở trong một cái nhà kia có một cái cô đến làm ô xin cho một cái gia đình. Cái bà chủ á, bà kể cho tôi nghe, bà bảo cái bà ô xin này đó, bà chả có biết làm gì, chữ không biết đọc, cha không biết chữ, không biết đọc, không biết đọc cái gì hết. Nhưng mà con nói cho cha nghe, bà đến làm ô xin trong nhà con, bà đến bà nói rõ lắm: cô ơi cô, tôi không có biết chữ, cô, tôi đến nhà cô cứ chỉ cho tôi cái gì tôi cứ làm đúng như ý của cô. Trai cha, con rất phục cô ở cái chỗ là cô không có biết gì hết, con nói cô cái gì, tất cả những gì mà cô ấy đã nghe con nói và cô đã đồng ý, con thú thật với cha, cái giường của bé đó, con nói là cố gắng vệ sinh cho cái giường của bé cho nó sạch, bởi vì sợ là vi trùng để trẻ bé sẽ bị đau. Con nói với cha, cô đã chấp nhận cái thỏa thuận đó rồi. Mỗi lần thỉnh thoảng con vào con kiểm tra, cha biết đâu, cô lấy cồn á, cô lau sạch sẽ cái nôi của bé rất là sạch sẽ. Mà cô cứ âm thầm cô làm như vậy, ngày này sang ngày khác mà không bao giờ, lâu lâu con đột xuất con kiểm tra mà thấy rất đúng như vậy, tất cả những gì đã thỏa thuận con làm rất đúng. Chồng con, hai vợ chồng thỏa thuận xong, chồng con ừ, hầu hết những gì chồng con ừ thì nó trôi xuống sông ráo nạo tất cả,
không hề giữ gì cả cha ạ. Trong khi cái cô ô xin có làm trong nhà con, chồng con là một đại gia, chồng con là một người có địa vị trong xã hội, nhưng tất cả những gì hai vợ chồng thỏa thuận, chồng con nuốt lời hết cha. Giữa hai người trước mặt Chúa, con nói với cha, con rất kính trọng cái cô ô xin này. Và từ khi mà con thấy cô ta như thế, với năng lực như thế, khiêm tốn như thế, con rất kính trọng. Và trước mặt Chúa con dám nói với cha, con kính trọng cô ô xin này hơn cả chồng con, vì chồng con là người nuốt lời. Anh chị em có tin những điều tôi chia sẻ với anh chị em không? Và đó là kinh nghiệm làm người của chúng ta. Chúng ta hay quên lắm. Và khi chúng ta sống, chúng ta không dám sống thật. Chúng ta toàn đóng kịch thôi. Nên vừa bất an, chỉ sợ người ta lột mặt nạ mình, thì vỡ vặt hết tất cả. Do đó, chúng ta xin Chúa cho chúng ta sống thật hôm nay và hạnh phúc của chúng ta. Ai cũng yêu mến người khiêm tốn. Chúng ta sống như vậy, chúng ta có sao sống như thế, không sợ mình mặc cảm tự ti. Bởi vì tôi như thế và tôi trung thành với những điều tôi đã xác tín, và đó là hạnh phúc của tôi. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên gai thân gia, anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và con người kính mến những con người khiêm tốn. Trước tôn nhan Thiên Chúa, chúng ta nài xin Chúa thương đến thân phận mỏng giòn của chúng ta, và với tâm tình tha thiết, chúng ta dâng lời nguyện xin. Chúa Giêsu dạy, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chúng ta cầu xin cho tâm tình khiêm tôn giúp mỗi người nhận ra các ơn huệ Chúa ban và luôn biết yêu thương kính trọng người khác. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Người thu thuế đấm ngực ăn năn, lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm chúng ta đã xúc phạm đến Ngài, và ban cho chúng ta sức mạnh để làm lại một đời sống mới. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chúng ta được mời gọi sống liên đới trong ân sủng và trong sự yếu đuối của Phật làm người. Chúng ta cầu xin cho mỗi người biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác, và biết nâng đỡ những người vấp ngã để họ được đứng thẳng lên. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống để nâng chúng con lên địa vị làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết luôn luôn cảm tạ vì muôn ân huệ Chúa ban, và biết khiêm tốn phục vụ Chúa và mọi người trong năng lực mà Chúa trao ban cho mỗi chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần, Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong Thánh lễ hôm nay, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người,
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha là sao, được Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phu cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lặng mất.
chân trên truyền cất vâng. Ngài vẫn ở bên con, song song với những dấu chân. Tiếng reo vui trong lòng vỡ tan nên lời cảm mến. Dòng đời dòng nổi trôi nhưng với Chúa con không lo gì. Ngài ở bên con, thời gian khó bước trong cuộc đời. Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa ban ngày đêm. Dòng đời nhiều lúc con như thấy nếu băng mong ngài, để mãi đi tìm dấu chân ngài ấm con trên vai. Chứng nhân tin mừng, Chúa muốn con đi vào cuộc sống. Nhìn cánh đồng mênh mông băn khoăn với những lắng lo, trái tim con rung động trước muôn ân tình của Chúa. Vì ngài chính là sao mai chiếu sáng trong con hy vọng. Ngài ở bên con từ giây phút bước trong cuộc đời. Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa ban ngày bên. Dòng đời nhiều lúc con như thấy thiếu vắng bóng ngài, để mãi đi tìm dấu chân ngài ấm con trên vai. Muối men cho đời, Chúa muốn con nên người mục tử. Từng lớp người bơ vơ như trên vắng bóng Chúa trên, khắc ghi trong tâm hồn chính con đã được thánh hiến. Và cùng với ngài cha ơi, sống bóng đêm đen phù mơ. Ngài ở bên con từng giây phút bước trong cuộc đời. Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa ban ngày bên. Dòng đời nhiều lúc con như thấy nếu vắng bóng ngài, để mãi đi tìm dấu chân ngài ấm con trên. Dấu chân trên truyền cát vắng, ngài vẫn ở bên con, song song với những dấu chân. Tiếng reo vui trong lòng vỡ tan nên lời cảm mến. Dòng đời dòng nổi trôi nhưng với Chúa con không lo gì. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiên của bí tích chúng con vừa cử hành, để giờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu khương khó, chúng con được sống lại với người.
người hằng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Kính mời anh chị em an tọa có một ít thinh hoạt giáo xứ chúng ta. Thưa anh chị em, thứ sáu tới đây là ngày mùng 1 tháng 11 lễ các thánh, và thứ bảy tới đây là mùng 2 tháng 11 lễ các linh hồn. Đây là hai lễ rất lớn đối với chúng ta, ngày tưởng nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Nhà thờ An Nhơn sẽ có ba thánh lễ của hai ngày đó. Hai ngày đều có một lễ sáng vào lúc 4 giờ 45 và buổi chiều mùng 1 cũng như mùng 2 sẽ có hai thánh lễ, một lễ vào 6 giờ như bây giờ và một lễ vào 7 giờ rưỡi tối. Tôi làm thêm một lễ 7 giờ rưỡi tối để cho anh chị em ai đi làm chúng ta cố gắng tranh thủ về chúng ta đi lễ 7 giờ rưỡi tối. Vậy tôi xin nhắc lại là mùng 1 và mùng 2, tức là thứ 6, thứ 7 này là ngày cầu cho các linh hồn và lễ các thánh. Chúng ta có 3 lễ ở nhà thờ An Nhơn, sáng có một lễ 4 giờ 45, chiều có 2 lễ, lễ 6 giờ và lễ 7 giờ rưỡi. Anh em chị em nhắc chúng ta, nhắc nhau để chúng ta đi lễ. Giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý dự tòng cho người lớn học đạo vào tối thứ hai mùng 4 tháng 11 sắp tới lúc 7 giờ rưỡi tối. Lớp sẽ học một tuần 2 buổi tối thứ hai và tối thứ tư, bắt đầu từ 7 rưỡi đến 9 giờ. Khóa học được thầy Khanh hướng dẫn. Anh chị em biết người lớn nào muốn học đạo, xin anh chị em cứ giới thiệu đến giáo xứ chúng ta. Tôi không cần ai giới thiệu cả, chính sự tự do và lòng khao khát của người đó đủ rồi để chúng ta giúp cho họ gặp gỡ Chúa. Xin cảm ơn anh chị em. Giờ đây chúng ta nhận phép lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng anh chị em đi bình an. Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nữa.